tính thể tích của đất hay là thể tích của bê tông bằng những cái công thức như thế nào? Thì khi mà các bạn tính thể tích của những một số hình trong xây dựng mà các bạn không biết á, thì chúng ta sẽ dở cuốn sách của thầy Vũ Mạnh Hùng ra để tính. Thì bây giờ sẽ có bạn hỏi cái công thức kiểu như thế này nè, có chắc đúng hay không? Thí dụ hình số 1, cái hình nó như thế này. Rồi nó có H1, H2, H3, H4 đúng không ạ? Nghĩa là cái mặt phẳng ở dưới là mặt phẳng của hình chữ nhật. Còn cái chiều cao thì có 4 cái chiều cao khác nhau. Thì công thức tính toán nó ra như thế này. Vậy bây giờ hỏi cái công thức này có chắc đúng hay không? Thì bây giờ làm sao để mình biết được công thức này có đúng hay không? Thì thật ra mình cũng không biết nữa, mà mình biết một cách như thế này, có một cách chứng minh nó đúng hay không. Thì các bạn sẽ dùng phần mềm SolidWorks 2019. Phần mềm SolidWorks để làm gì? Khi mà các bạn vẽ được cái hình 3D này, thấy cái hình này nó y chang như cái hình này không? Đó. Khi mà các bạn vẽ được cái hình 3D thì SolidWorks sẽ tự tính thể tích của nó. Thì SolidWorks tính thể tích của nó bằng công thức gì? SolidWorks sẽ tính công bằng cái tích phân. Đấy. Thì cấp 3 các bạn học rồi. Tích phân dùng để tính thể tích của một cái hình bất kỳ, hình nào cũng tính được hết. Nó rất là bá đạo, nó tính diện tích, tính thể tích, miễn là chúng ta có được cái phương trình của cái hàm số mà nó tính. Đúng không ạ? Thí dụ gọi B là phần mặt phẳng giới hạn bởi hai mặt phẳng vuông góc với trục OX tại các điểm A và B. Đây là điểm A này các bạn. Dự tính thể tích của hình này nha. SX là diện tích thiết diện của mặt phẳng bị cắt ngang bởi mặt phẳng vuông góc, tức là SX là chỗ này các bạn. Chúng ta tưởng tượng chúng ta lấy một cái mặt phẳng ta cắt ngang của nó, giống như là chúng ta cái này cái bầu, lấy cái dao cắt cái bầu thì chúng ta sẽ có được một cái lát của miếng bầu đúng không hả? SX là cái diện tích của cái lát chúng ta cắt ra. Giả sử SX là một hàm số liên tục trên đoạn từ A đến B thì thể tích bằng gì? Tích phân từ A đến B SX nhân DX. Như vậy đây là công thức tích phân tính thể tích của một cái hình bất kỳ luôn. Đó, hình này nè cũng được. Nói chung á, là tích phân nó tính hình nào cũng được hết. Tên lửa nó còn tính được nè, huống hồ mấy cái hình này. Rồi ok, như vậy là các bạn yên tâm là SolidWorks nó sẽ tính đúng thể tích. Chỉ cần các bạn vẽ ra cái mô hình 3D là nó tự tính. Có nghĩa là mình thường làm gì, cái hình nào mà mình không biết làm á, mình không biết tính thể tích thì sao á, cái mình vẽ ra hình 3D của nó tự tính thể tích, mình không cần tính, tại mình đâu biết cách tính đâu, mà mình biết cách vẽ thôi được rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi tới cái phần đầu tiên nè. Cái hình này đúng không? Rồi bây giờ hình này nha. Hình này thì ở dưới nè, mình có H1, H3, H4. Mình vẽ ra hình trước và cho nhanh các bạn. Đây, đây là cái mặt phẳng ở dưới nè, mặt phẳng hình chữ nhật. H1 là chiều cao từ đây đến đây là nửa mét, H2 là 1 mét, H3 là 1,5 mét. Đúng rồi, H3 là 1,5 mét và H4 là 2 mét. Ok. Đó, cái hình nó vậy các bạn. Còn đây là cái hình vẽ theo hình chiếu trục đo. Nào khúc, dãy nét khúc. Cái nào liền, dãy nét liền. Thì ở dưới, khi sau khi tính xong thì chúng ta sẽ mặt phẳng ở dưới nha. Chết cha, mặt phẳng ở dưới đâu rồi? Đây, mặt phẳng ở dưới thì nó có 1 mét với 2 mét. Ok, nghĩa là chiều này 1 mét nè, chiều này 2 mét nè, cái này nửa mét, này 1 mét, chiều cao này 1,5 mét và chiều cao bên đây á là 2 mét. Rồi thì với cái thông số như thế thì mình đã nhập vào Excel LB H1 H4 1 2 3 4 gì đó.
nhập theo công thức của thầy Vũ Bình Hùng thì tính ra là cuối cùng là được 2,5 khối. Bây giờ chúng ta xem coi số quốc có tính đúng 2,5 khối hay không. Không phải thì là ta xem thầy Vũ Bình Hùng có tính đúng không á, để số quốc luôn tính đúng rồi. Còn cái công thức này là chúng ta đang nghi ngờ nó không biết có đúng hay không này nè, chúng ta phải kiểm chứng công thức đó bằng việc là bấm vô đây lấy volume 2.5 cubic meter, có nghĩa là 2,5,5 khối. Rồi, ok, như vậy mình xác nhận công thức này đúng. Rồi, chúng ta tới cái hình số 2 thì quá dễ đúng không ạ? Hình số 2 chẳng qua là một cái tam giác vuông, vuông tại chỗ này. Tam giác vuông này nó kéo dài theo chiều h, đúng không ạ? Nó kéo dài. Tam giác vuông này thì diện tích, thì cách tính là diện tích mặt cắt ngang nhân chiều dài. Diện tích mặt cắt ngang là b nhân h chia 2, đúng không ạ? Diện tích hình tam giác thì b nhân h chia 2 nhân chiều dài là chiều này. Như vậy hình số 2 mình khỏi làm á, chứng minh đúng. Khỏi, hình này dễ. Rồi chúng ta qua hình số 3 nè. Hình số 3 là cái hình này bạn nhìn tưởng tượng nè. Hình số 3 này á là một cái mặt phẳng này là một tam giác nhỏ. Mặt phẳng này là tam giác lớn. Hai cái tam giác này lớn với nhỏ này nó nối với nhau là ra hình này. Thì công thức tính là như thế này. Bây giờ mình coi công thức tính này có đúng hay không. Mình qua cái số 2. Đây, cho mình xem nha. Đây, cái hình thế này ha. Rồi, chúng ta bấm bên đây cho nó dễ xem. Đó. Đây, các bạn nhìn thấy không? Cái đây là mặt phẳng nhỏ nè. À. Bên đây là mặt phẳng lớn nè. Đấy. Hai cái mặt phẳng nhỏ, mặt phẳng lớn nó nối với nhau thì ra cái hình như thế này. Thì sau khi tính xong á thì nó ra là 1,4 khối ngay chỗ này. 1,4 mét khối. Thì sau khi mình nhập công thức vô cũng là 1,4 mét khối. Như vậy là cái hình số 3 đúng. Nhưng mà hình số 3 các bạn để ý này nha. Thể tích thì bằng L chia 6. L là cái đoạn này nè. Chia 6. Nhân cho B1. Nhân cho mở ngoặc nha. Mở cái ngoặc bự ra như chỗ này nè. Nhân cho một đống ở trong đây nè. Đống trong đây là B1 nhân H1 cộng B2 nhân H2 cộng căn bậc 2 của B1 nhân H1 nhân H nhân B2 nhân H2. À, rồi. Qua cái hình số 4. Hình số 4 thì nó bạn thấy giống hình số 1 không? Đấy, nhưng mà cái hình số 1 á, cái mặt phẳng ở dưới là mặt phẳng hình chữ nhật. Còn cái chỗ này á, là nó một cái tam giác vuông. Đó à. Phẳng ở dưới là tam giác vuông. À, có một H1, H3 là ba cái chiều cao khác nhau. Chúng ta qua cái số 3. Ủa cái hình này nó không ra cái gì cho người ta. Rồi các bạn nhìn xem, mặt phẳng ở dưới nè, phẳng này nè, là một cái tam giác vuông, đúng không ạ? Rồi chúng ta có H1 nè, H2 với H3, ba cái H này nó khác nhau. Thì mình vẽ là H1 là thấp nhất, H2 là thấp nhì, H3 là nó cao nhất. Ở dưới là tam giác vuông. Rồi, hãy tính ra là 1,4 khối đúng không? Nó nhầm không phải, 0,2975 khối. Thì tính ra là phần 0,3 khối. Như vậy là không có đúng luôn. Công thức số 4 xác nhận đúng. Tới cái số 5. Số 5 hình này quá dễ các bạn. Hình này chẳng qua là một cái đường tròn mà nó kéo dài theo cạnh H nè. Đúng không? Có nghĩa là sao mình sẽ minh họa cho bạn một ví dụ luôn.
10 phút rồi các bạn ơi. Rồi mình sẽ vẽ nhanh cái hình này, có nghĩa là sao? Một cái hình tròn mà kéo dài thì mình sẽ vẽ cái hình tròn đó mặt phẳng này. Ok, Ctrl số 7. Đây các bạn tưởng tượng, để mình cho lật ngược lại. Rồi. Còn thấy cái bánh đó chúng ta giống như cái bánh kém dẹp vậy nè. Đấy, nó là gì đúng không? Nó đang kéo dài nè. Bây giờ mình sẽ kéo dài thêm cho nó. Kéo đi. À, thấy không? Giống như một cái này là một cái hình tròn mà nó kéo dài 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 dài. À, bây giờ mình kéo dài nữa nè. Cái gì vậy? Bấm lộn số rồi. Đây bây giờ mình kéo dài cho thành tròn. Dài nữa đi. Dài nhiều vô. Rồi, còn thấy không? Thì cái hình này nó y chang như một cái hình tròn mà đang kéo dài, dài 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 dài. Thôi được rồi. Đó, cái hình tròn này nó kéo dài thì kéo dài bao nhiêu là bao nhiêu h đây nè, đúng không ạ? Pi trên phương chia 4 là diện tích của cái hình tròn này nhân cho chiều cao. Có nghĩa là diện tích hình tròn kéo dài nhân chiều cao. Rồi cái hình này quá dễ. Số 5 bỏ qua. Hình số 6 thì mình đã có cái clip ngày hôm qua rồi. Các bạn xem. Tính thể tích đạo bóng đơn nha. Hình số 6 thì nó không có đúng như công thức này. Hình số 7. Hình số 7 thì bạn thấy giống như cái miếng cam không? Lát cam. Ủa sao nó không giống ta? Đây nè, lát cam nè các bạn. Đấy. Khi mà các bạn ăn cam thì chúng ta cắt lát như thế này đúng không? Đấy. Thì nó đơn giản thôi. Cắt lát cam. Nó giống như lá cam vậy nè. Ủa cái hình của mình đâu rồi? Rồi SolidWorks điếc luôn. Trời ơi, giờ điếc lúc này thì làm biến render clip lắm á nha. Thiệt tình luôn á. Để mình xem nha. Rồi xong luôn các bạn ơi. Sao nó không lên nhỉ? SolidWorks nó bị gì vậy nhỉ? Thiệt tình luôn. Nhanh đi. Ủa cái hình miếng cam của mình đâu rồi? Đây hình miếng cam này các bạn. Nó bạn thấy cái này y chang như miếng cam mới được cắt nè. Cắt lát lát, thấy không? Rồi miếng cam này cắt thì tính rất là dễ. Thì một trái cam cắt ra nhiều miếng thì có mà là một miếng cam, đúng không ạ? Thì chúng ta đi tính thể tích của một trái cam. Thể tích của một trái cam tính như sao? Thể tích của khối cầu này, thể tích bằng 1/6 pi nhân d mũ 3. D là đường kính. Công thức này đúng. Thức này khỏi nói nhiều, đã đúng lâu rồi. Như vậy bạn thấy công thức này là nguyên một trái cam mà chia ra, đúng không ạ? Mình sẽ chia cái cam ra. Mình sẽ edit cái revolve này. Rồi, thấy không? Đây là cái miếng cam nè, miếng cam mặt phẳng một miếng cam nè. Nó xoay một góc. Ví dụ góc này là mình nói 30 độ, thấy không ạ? Thí dụ bây giờ từ mặt phẳng miếng cam này nó xoay qua mặt phẳng miếng cam này 45 độ. Đó, thì ra cái miếng cam thế này nó bự hơn. Đó các bạn. Đó miếng cam các bạn bự hơn, ăn nhiều hơn. Bây giờ chúng ta muốn ăn nửa trái cam á thì mặt phẳng này xoay vào mặt phẳng này bao nhiêu độ các bạn?
xoay 180 độ chúng ta ăn được nửa trái cam. Đây, đây nửa trái cam nè. Xoay 90 độ thì ăn được 1/4 trái cam. Như vậy thì các bạn lấy công thức của khối cầu là pi đi mũ 3 chia 6 rồi nhân cho cái góc mà trái cam bị cắt ra nó chín. Ví dụ như hồi nãy là trái cam này đang 90 độ mà, thì là nhân cho 90, nhân 90 chia 360, nghĩa là chúng ta chia cho tổng trái cam rồi nhân cho cái góc mà nó quay á, là sẽ được. Rồi mình số 4 qua số 7 luôn hả? Ơi, cái số 8 là tích hình tháp đó, thì các bạn tự tính nha. Được. Mình qua số mấy mình quên tiêu trời. Số 7. Số 7 qua số 8 đúng. Này, số 8 này xác nhận đúng. Qua số 9. Thì ở đây nó có tiếp tục nó số rất là nhiều cái hình. Thì thôi tới đây được rồi, làm nhiều quá thì các bạn làm biến coi ha. Thì các bạn cứ coi sách đi. Cái hình nào mà các bạn không rõ thì các bạn nói với mình sẽ làm clip về cái hình đó ha, coi có đúng hay không. Đó. Nhưng mà làm clip dài quá thì các bạn sẽ làm biến coi. Thì các bạn nào mà giỏi toán thì chúng ta sẽ thể tích phân. Công thức này do hai nhà toán học Isaac Newton và Leibniz cùng phát minh ra. Đây. Nói chung thì để hiểu được cái tích phân mà tính thể tích thì nó cũng hơi bị khó đó. Ví dụ tính thể tích cái bình bông này. Bình bông này dễ thôi. Tích phân từ cái tận A tới tận B, đúng không ạ? Một cái hàm tích phân từ A B nhân cho SX, DX, EX là một cái mặt phẳng bất kỳ trong một khẳng mặt phẳng từ A B mà cắt ngang làm cái tiết diện của nó. Rồi. Vậy nha các bạn. Đó, các bạn thấy cái hình này không? Hình này là cái phao hồ bơi. Đâu mà. Phao hồ bơi này có là gì? Chẳng qua là một cái hình tròn nó đi theo cái đường cong của cái hình tròn đó. Thì bây giờ mình vẽ luôn cho đủ 20 phút ha. Mình sẽ continue ra một cái hình mới. Bây giờ thì mình sẽ vẽ cái hình đó cho các bạn xem là nó đi theo đường sao. Đầu tiên chúng ta sẽ vẽ cái biên dạng trong cái mặt phẳng top plane. Thì cái biên dạng nó chính là hình tròn. Rồi. Lấy một điểm nó đại đi. Rồi tạo ra một mặt phẳng cắt chung góc rồi các bạn, để chúng ta vẽ cái biên dạng nó quay á. Control 8 vẽ một tiếp một cái hình tròn nữa. Ok rồi, tạm thời cho mặt phẳng này biến mất. Còn tưởng tượng bây giờ cái hình tròn này nè, nó kéo dài theo cái đường tròn nhỏ này nè, nó kéo dài theo cái đường tròn bự, là chúng ta sẽ có được cái phao bơi. Bây giờ chúng ta sẽ đi bơi nha. Rồi, chọn cái này. Chọn cái lớn. Rồi, còn hay chưa? Vậy là chúng ta đã có được cái phao để đi bơi. Hay là cái ruột bánh xe. Đó. Thấy không? Thí dụ bây giờ cái phao bơi này nó bị mất một miếng. Không phải. Mặt phẳng này
giờ nó mất miếng đi. Thì nó còn có một miếng à. Đó các bạn, thôi bơi này nó còn có một miếng vậy à. Thì nó chẳng qua là cái mặt phẳng này, cái hình tròn này nó kéo dài theo cái này. Ok. Rồi xong.